Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe anh bài tiếp ạ. Rồi bạn nào nói mình muốn lấy ra thêm rồng ra chơi thì ok, mà trận này mình lấy thêm rồng ra ở đây. Đánh với anh này mình phát hiện ra là anh này xài quá hệ âm nhiều lắm, thành ra mình sẽ không xài hệ quỷ mà mình xài cái hệ khác. Chứ không đánh với anh này mình quăng cái sân ra mình không biết mình lợi không, mà thấy ảnh lợi không. Để ý rồi. Rồi con này ra trước. Bắn. À, con này. Bây giờ cú này bị chơi hơi đau đấy nhưng mà không sao. À, con này á, 1.500 hết âu cũng được. Worthless. Is that all you have? Rồi ok. Anh này chơi còn cái này cái hụt ma nước mà. Còn chơi ma chơi quỷ thôi. Rồi ok, anh em mình giao lưu tiếp nè. Thôi con này nữa. Anh này rất hay xài con này nha, để effect ra đó. No. Rồi bay vô, bay vô. Kéo giò nó luôn. Vậy đi cho nó không có effect được. Để nó effect được là trúng kế rồi. Đây, con rồng này xài sao đây ta? Như bạn nói là muốn mình lấy con rồng này ra đúng không ta? Mình thấy còn có con rồng của Bi nữa cơ, mà thấy con rồng nó cũng không hay lắm. Con rồng này cũng được chứ, 2.000 mà không có tốn cái gì hết. Take this. Oh, lá này hình như lá hồi sinh vậy phải. Hồi sinh hình như là hồi sinh một con, nó cho mình rút thêm một lá bài. Lá này cũng hay đó mà mình nghĩ không cần. Take this. Trời ơi, hồi sinh hoài luôn ơi. Không hồi kiểu đó ai chơi lại. À, mà không sao, con này của mình cũng hệ âm mà. Đó, bởi mình nói anh này như anh này chơi cái sân này rồi. Mà mình ra cái sân của mình giống vậy nữa, rõ ràng là không khôn ngoan rồi các bạn. À. Thôi. À, là con này à. 1.000 là thôi không sao, ảnh mất. À, anh ấy không mất gì, quên mất. Rồi lượt sau một phát là con này đi ngay mà. Rồi con này chắc cũng giấu con goblin thôi, nhưng mà cái điểm đó là bèo hơn. Con kia 2.000, 2.500, con này có 2.000 với lại 1.200 à, bèo hơn. Miễn chiến. Mèo hơn xíu cũng được. Rồi ok, kìa cổng máu mà vừa quýnh nó thì đẹp trời rồi. Rồi đây úp con này xuống, mình lấy thêm nhanh 5 lá bài ra mình chơi nè. 900, ảnh tự thí thêm 1.000 nữa để mà ảnh gọi con đó lại vào lượt sau. Con này lật được rồi. À con này nó không có mất nhiều thời gian để lật như cái con kia. À là cũng được, vậy hay. Nãy biết lật qua là thắng luôn rồi. À rồi anh gọi con nào á? Anh gọi con này à? Rồi, cái gì đây? Chà, không chớp thời cơ, giờ bị anh phản đâm ngược rồi. Ai chà, nãy là không thắng luôn, giờ thua ngược rồi các bạn. Giờ ráng rút 5 lá là coi. Con này ra làm gì? Damn you.
À, hay 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 hay. Nhập ma tâm pháp. Đây, nhập ma tâm pháp đây. Tuyệt vời ở mặt trời. Rồi, cho nó bắn một phát đi. Con này 2001 mình kéo nó được có 400. Rồi hôm sau mình gọi con Shizuo ra là được. Rồi vô hiệu hóa mấy cái lá tráp của nó lại à, ngon rồi. Ok, chơi, không cho nó bắn bay qua đầu mình. Rồi ok, qua một lượt nữa anh không xử được lá này của em là con rồng anh chết. Còn tất nhiên anh xử được em chết. Bên này thì mình không có lấy cái lá quýt xuyên giáp ra hơi dở. Rồi ok, gọi con này ra luôn. Cái sân này vô tình nó búp cho mình. Chơi. Rồi hết trận rồi, anh muốn nhặt ma gì đó anh làm. Rồi, có cái gì đâu mà la làng anh ơi, anh em mình giao lưu vui vẻ mà. Rồi ok, anh em mình giao lưu chán nữa, biết đâu anh thắng lại hai trận mình đau đúng không nào, có gì đâu. Wow. Lần này mình chuyển qua chơi bộ thủy các bạn nha. À đúng rồi, mình có lấy lá xuyên giáp mà mình quên. Rồi ok, để anh ấy có úp bài xuống không nha. Anh ấy úp bài xuống thì mình cho cái lá bài của anh đi luôn. Take this. Ai à, không cho anh chơi cái trò đó đâu. Take this. Ôi trời ơi. Rồi ok, ngàn máu thì không đáng lắm. Rồi ok, chưa cần dùng cái lá hồi sinh đâu, quăng con này ra trước. Lát nữa nó úp xuống mình mới lật cái lá này, là mình mới nhập cái lá này vô. Dán hồi nãy là mém thua các bạn. Rồi nó lấy con này ra thì cũng không sao. Lấy được con rồng 4000 nó ra, tự nhiên thấy mình oai phong ngất trời các bạn. Rồi chơi bẩn đấy nhưng mà không sao. Rồi bắt buộc mình phải gọi con goblin của mình dậy thôi. Tại vì con nó 2002 mới bắn được con này. Giật của ảnh 5 lá luôn đã. Tạm thời mình không dùng cái con cộng máu 1000 với lại con trừ 500 máu nữa nha các bạn. Chơi con đó hoài các bạn nói mình không có đổi bài chơi chán là thì ok. Tại vì mình hay chơi cái effect nên giờ các bạn không thích effect thì thôi. Effect hoài cũng chán chứ, nếu mình đánh hội đồng đối phương hoài giờ mình đổi chiến thuật đi. Mình đổi cái số lượng, mình lấy cái chất lượng, mình nâng cái chất lượng lá bài mình lên. Chà lại bút cái này lên à. Anh này rất hay xài cái sân này luôn nha. Đúng kiểu là chơi toàn quân ma quân quỷ không á. Rồi em xin nhẹ anh 5 lá. Anh chơi ma quỷ thì em cũng biết chơi chiêu. Em chơi ma giáo. Rồi ok. Cái lá này là nó dở cái là phải qua một lượt nữa, nó vô hai lượt đó, nó mới lật lên được. Còn cái lá mà con rồng hồi nãy mà các bạn chỉ mình dùng á cũng hay thiệt. Để qua một lượt là nó tự động nó lật lên được rồi, không cần phải đợi. Rồi ok. No no no, bình tĩnh bình tĩnh. Ây da. À cú này phải dở lên rồi. Chơi nó. Rồi què nha. Dậy đi các bạn.
không cho nó chiếm thế thượng phong được. À, khôn đấy. Nhưng mà giờ anh cũng mất ngàn máu à. À trời ơi. Rồi lấy luôn lá bài của anh. Rồi không, mặc dù không mạnh lắm nhưng thôi mượn tạm xài đỡ cũng được. Rồi chơi tiếp. Rồi ok, con này lật qua mà có con này nó đứng công cũng được. Giật được 5 lá bài của anh là thấy mình ngon rồi. Anh thủ à. Cũng đúng, thế này là phải thủ rồi. Ồ, thiết thủ giáp hay quá. Bắn thử coi con này con gì. À rồi, 1.500 quê. Nó rồi cộng tặng ảnh 1.000 điểm thì không đáng đâu. No. À đây, hai. Thiết thủ giáp. Xuyên giáp. Rồi, giờ bắn con này trước nè. 1.400. Đủ đau rồi. Rồi. Nó giảm ra công hò cũng không sao. À là con này. Rồi con này phát ra con gì? Con này nữa hả? Rồi phát nữa hả? Còn anh này cũng chơi giống mình, thích chơi effect đó chứ. Yeah, tư tưởng lớn gặp nhau rồi các bạn. Vậy mà không kết giao được bằng hữu mà trở thành đối thủ của nhau nữa thì cũng buồn. Hay chà. Rồi lại 1.000 máu. Anh này được cộng khá khá nha. Ê trời ơi. Thủ ha. Rồi ok. Rồi con cá ra cũng được. Rồi đây ok, bắn con này. Không bắn vô được ảnh nhưng mà không sao, ảnh hết được cộng máu rồi. Đây ảnh tự trừ ảnh 1.000 máu cũng được các bạn. Ây da. Rồi ok. Hai. Rồi gọi ra nhưng mà vì nhiều khi anh summon được mình chết đó chứ đùa đâu. Rồi gọi được còn quái mạnh ra không, lần này mình hên. Mình không có quái 1.900 nhiều nhưng mà mình có quái 1.800 cũng được. Bắn. Rồi anh thí 1.000 máu cho coi nè. Biết ngay. Rồi thí cái đó là anh chết rồi, anh không thí thì cũng chết à. Em lũng bắn lũng được con này là anh chết. Con này em flip không đúng lúc rồi anh ơi. Flip nhưng mà anh không có còn đỡ ở đây nữa thì anh hết máu rồi. Nói chung là xin lỗi, dáng này em lì hơn anh nhé. Rồi ok, anh cho xin một lá bài mới đi. Khổ quá rồi. Anh em mình giao lưu vui vẻ mà đâu có quạo. Sống đời phải biết vui vẻ chứ. Anh em mình tư tưởng lớn gặp nhau vậy là cũng rồi. Nói chung là chơi xong dán bài đi, anh em mình ra làm bắt phở. Ồ oh. Chim mà đẹp á chứ. À, con này thì có rồi. Ồ, mình thu phục được con chim hệ phong 4 sao. 4 sao 1.3900 một con fusion này. Con này mình không biết fusion để làm cái gì luôn á, quá tào lao, quá cùi bắp. Con này fusion ra chắc để cho vui thôi. Đá này chắc để sưu tập thôi chứ không có giá trị sử dụng các bạn. Bởi vì con này 4 sao mà nó về để dùng trong chiến đấu thường tí, nó là quái thường tí thì chắc lại còn có giá trị. Chứ con này mạng dày thì thế thì các bạn thất vọng, mình thất vọng. Đừng có fusion thì nó còn có chút giá trị, với mình thì nó có fusion nữa thì thôi, không ai thèm fusion ra con này đâu. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.